vị và các bạn đang đến với bản tin trưa ngày 15 tháng 7 năm 2017 của kênh truyền hình Tiên Túc. Bản tin trưa nay cùng có tin tức đáng chú ý sau đây. Đấu giá nghĩa trang lớn nhất Sài Gòn làm khu phức hợp cao cấp. Mở đường dây nóng xử lý còn du lịch ở Đà Lạt. Người tiêm ngừa bệnh dạy do bị chó mèo cắn tăng đột biến. Áp thấp có thể mạnh thành bão đổ bộ vào Hải Phòng và Nghệ An. Tạt axit hàng loạt ở London, Vị sĩ Đài Loan vác ghế đập nhau ngay trong phiên họp. Campuchia tuyên phạt kẻ hành hạ dã man bé trai 18 năm tù. Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Bình Tân Nguyễn Minh Nhật cho biết những ngày qua xuất hiện thông tin cho rằng toàn bộ diện tích đất 44 ha của nghĩa trang Bình Hưng Hòa sẽ làm chung cư, trung tâm thương mại cao cấp. Tuy nhiên đây là thông tin chưa chính xác. Trên thực tế chỉ có 20 ha đất nghĩa trang này được quy hoạch thành khu phức hợp dân cư, thương mại, trong đó có 18 ha dự kiến sẽ đấu giá. Đây là dự án cải tạo môi trường sống của khoảng hơn 300.000 dân tại khu vực Tiết Thị Trang, có phần cải tạo bộ mặt đô thị, giải quyết tình trạng phức tạp về an ninh trật tự, tệ nạn xã hội tại khu vực này. Hiện nay đã mở đường dây nóng xử lý cò du lịch ở Đà Lạt. Khi người dân và du khách phát hiện các tình trạng treo kéo khách, nâng giá, gian lận thương mại, thì có thể gọi điện trực tiếp đến đường dây nóng 0912 903 178. 0912 903 707, 0912 và 0912 903 để thông báo sự việc. Để giải quyết tình trạng chèo kéo khách du lịch, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng đã chỉ đạo tổ chức công tác chuyên trách công an thành phố Đà Lạt thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm tra công khai tại các địa điểm du lịch. Hiện lực lượng chức năng đã bắt giữ và thành chính 39 đối tượng chèo kéo khách, xử phạt hành chính 31 cơ sở kinh doanh đặc sản. Thống kê của bệnh viện nhiệt đới tại thành phố Hồ Chí Minh cho thấy, trong tháng 5 bệnh viện có 2 2533 lượt tiêm, đến tháng 6 tăng lên 2 2814 và chỉ trong nửa đầu tháng 7 đã có đến 1.655 lượt tiêm. Giám đốc bệnh viện nhiệt đới cho biết, việc tiêm vắc ngừa bệnh dại do bị chó, mèo cào hay cắn tại bệnh viện đang trong tình trạng quá tải. Trong một tháng trở lại đây tăng một cách đột biến, bệnh viện đã phải kê thêm bàn để tiêm ngừa. Các chuyên gia khuyến cáo người bị chó, mèo cào hay cắn nên tiêm đủ 5 mũi sau khi bị cắn để phòng ngừa bệnh dại, vì hiện nay bệnh chưa có thuốc đặc trị. Tại bệnh viện Nhiệt đới từ đầu năm đến nay đã có 3 trường hợp người bị bệnh dạy nhập viện và một người đã tử vong. Trong chiều qua, vùng áp thấp đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới sau khi một ngày di chuyển chậm trên Biển Đông. Đến sáng nay, áp thấp nhiệt đới đang di chuyển chậm theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km và có khả năng mạnh thêm. Áp thấp nhiệt đới đang mạnh cấp 6, giật cấp 7 đến 8 và có khả năng mạnh lên thành bão số 2, cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 3. Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, từ chiều và đêm ngày 16 đến ngày 18 tháng 7, ở Bắc Bộ và khu vực Bắc Trung Bộ sẽ có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 100 đến 300 mm theo Twitter, cảnh sát Anh đã bắt được một nghi phạm liên quan đến 5 vụ tạt axit xảy ra chỉ trong vòng hơn một tiếng đồng hồ vào tối ngày 13 tháng 7, tức rạng sáng ngày qua, giờ Việt Nam, ở London khiến 5 người bị thương nặng. Nạn nhân đầu tiên là một người đàn ông 32 tuổi đang chạy xe máy trên đường Hackney thì bị hai tên đi trên chiếc xe máy khác áp sát, tạt axit và cướp xe. Sau đó, cảnh sát liên tiếp nhận được tin báo về 4 vụ tạt axit tại nhiều địa điểm khác nhau trong thành phố, đều do hung thủ đi trên xe máy gây ra cơ quan luật pháp Đài Loan rơi vào cảnh hỗn loạn ngày thứ hai liên tiếp khi các nghị sĩ ném ghế và bóng nước vào đầu nhau. Hãng tin AFP cho biết vụ việc xảy ra vào sáng hôm nay, ngày 14 tháng 7, là sự tiếp nối cuộc ẩu đả trong ngày hôm qua khi các nghị sĩ đối lập túng cổ những người khác trong cơn giận dữ suốt cuộc họp bàn xem xét về ngân sách cho dự án hạ tầng. Phiên họp bị hoãn lại trong sáng hôm nay, một nghị sĩ cảm thấy không khỏe sau khi bị hỗn loạn và được đưa đến phòng y tế chăm sóc. Nguyễn Thành Dũng, 35 tuổi, quê tại Long Xuyên, An Giang, đã bị Công an Việt Nam bắt giữ vào ngày 7 tháng 12 sau khi trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video clip ghi lại cảnh Dũng hành hạ dã man một em bé Campuchia. Việc xét xử trước đó đã được Công an Việt Nam và phía nước bạn Campuchia thống nhất tiến hành tại Việt Nam dựa theo luật pháp Việt Nam. Tuy nhiên, Tòa án tỉnh Modukiri vẫn mở phiên tòa xét xử vắng mặt Dũng vào ngày 13 tháng 7, tuyên án 18 năm tù giam với tội danh tra tấn và cưỡng hiếp một bé trai 2 tuổi người campuchia cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe và theo dõi bản tin của chúng tôi ngày hôm nay xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại